không còn đơn thuần là gà đẻ trứng vàng, Vương Nhất Bác sẽ trở thành ông chủ của nhà Hoa. Cư dân mạng đang bàn luận xôn xao về tin đồn Vương Nhất Bác nhiều khả năng sẽ trở thành ông chủ sau khi chuyển hình thành công sang trường phái Thực Lực. Cách đây vài ngày, cư dân mạng xôn xao trước bài những chia sẻ của đạo diễn phim Vô Danh về sự cố hiến của Vương Nhất Bác cho vai diễn điện ảnh khó nhằn này. Được biết, nam diễn viên giam mình trong phòng, không dùng điện thoại, không nói chuyện với ai suốt một thời gian dài để nuôi tâm lý nhân vật. Điều này khiến nhiều người tin chắc rằng Mỹ Nam Trần Tình Lệnh đang muốn đi theo con đường Thực Lực, dần dần chinh phục địa hạt điện ảnh. Mới đây, một blogger trên Weibo tiết lộ, Vương Nhất Bác rất có khả năng sẽ nắm chùm nhạc Hoa trong tương lai, không loại trừ khả năng sẽ trở thành ông chủ đế chế này. Cụ thể, nhiều blogger trên Weibo tiết lộ rằng Vương Nhất Bác tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề còn khá trẻ, nhưng đang rất rõ ràng với kế hoạch phát triển của bản thân. Nam diễn viên không có ý định mãi đi theo con đường idol, dựa vào lưu lượng để phát triển và cũng hạn chế nhận kịch bản phim thần tượng. Bên cạnh đó, nguồn tin còn tiết lộ thêm rằng Vương Nhất Bác có không ít cổ phần ở nhạc Hoa. Nhiều khả năng anh sẽ lên làm ông chủ trong tương lai sau khi chuyển hình thành công sang phái Thực Lực của Cbiz. Thông tin này vẫn đang là tin đồn, chưa có sự xác nhận của nhạc Hoa hay Vương Nhất Bác, khán giả dành nhiều bình luận bên dưới các bài thảo luận liên quan đến vụ việc này. Đa phần công chúng cho rằng với tâm sự nghiệp mạnh như Vương Nhất Bác, cộng thêm tiềm lực lớn về tài nguyên phim ảnh và cả tài chính, nam diễn viên sớm muộn cũng thành công. Bên cạnh đó, có người chỉ ra rằng khí chất của Vương Nhất Bác thực sự rất giống tổng tài trong truyền thuyết, nên họ rất mong chờ ngày nam diễn viên trở thành ông chủ một công ty giải trí. Tuy nhiên, số khác khán giả cảm thấy e ngại và cho biết Vương Nhất Bác phải cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa về diễn xuất nếu muốn chuyển hình sang phái Thực Lực thành công. Với các dự án điện ảnh sắp ra mắt, Nhiệt Liệt, Vô Danh, công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện của Vương Nhất Bác trong những lần trở lại này.